Úc Vũ làm cái video ngắn gửi cái mẫu Linh Sam siêu hoa cho quý anh chị mình coi. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 5. Thì số anh chị mình đặt hàng mà nhánh Linh Sam 8.000 á. Giá tại nhà, còn ship đi thì 10.000, thì bên em hôm nay sẽ liên lạc và gửi cho anh chị mình. Thì cây thì nó dài, nhưng mà khi mà ship đi á thì bên em sẽ cắt gọn lại ha anh chị mình. Ha. Chưa để dài gì thì thứ nhất là tốn thùng, thứ hai là cái cây của anh chị mình á là nó sẽ mất sức và vô bầu nó sẽ bị ngã. Còn cắt gọn lại và ngâm vô nước rồi bên em đóng thùng luôn. Thì 10.000 một cây. Thì đây là được thu gom từ nhà vườn từ sáng giờ bên em cắt. Mỗi một nhánh gì là 8.000 mà chiết cành rồi cắt gom cho anh chị mình thì giá này rất hữu nghị. Thì anh chị mình mua thì qua số điện thoại 0987 557 550. Xin nhắc lại đây là Linh Sam siêu hoa nha anh chị mình. Đây, nhánh của nó đây. Ha. Đó. Và cũng còn được số cây kim sung hinh. Mà cây ly sim kim sung hinh rất là ít. Thì anh chị có mua thì sẵn chiến em giao, nhưng mà được nhiêu cây thì mua giao nhiêu còn hết thôi. Đây kim sung hinh cũng dài lắm nè. Rồi sung hinh lá kim á. Đó, thì nói chung là giá tại vườn là 8.000. Còn có một cây cây này kêu bằng cây cái gì đây? Cây bông tan tím sen thì nó cao khoảng 80 tới 1 mét. Giá em bán khuyến mãi là 400 ngàn bao ship anh chị mình. 400 ngàn bao ship. Giá này bất ngờ luôn. Đây. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang là tính từ bầu ha. Thì đại gia đình mình mua thì nói cây tan mà khuyến mãi ngày 3 tháng ngày 3 tháng tháng 5. Đúng rồi. Nó nhiều thân nha. Bên em bán 400 ngàn bao ship. Đấy. Đây là loại siêu bông bầu mà mình anh chị mình lưu ý nha, Linh Sam nó rất là dễ, anh chị mình vô là ra nắng luôn. Và chất tổng là sơ dừa, vỏ tấu và cát. Tuyệt đối đừng có rải phân gì nha anh chị mình, không được rải phân bò hay phân gì hết, tại cái cây mới này thì không được rải phân bò ha. Đây là lộc vừng vừng Hà Nội đó, thì xin đơn cử số cây như vậy. Đây là vườn hoa, hoa kêu bằng bông mùa giờ á. Khi mà nó dài thì mình sẽ cắt mình giao cho anh chị mình, giá là 15.000 một ký, 5.000 một bầu. Đó, rất là nhiều luôn. Đang ra hoa nè, nhìn thấy không? Ok chưa, nhiều màu lắm, rất là đẹp. Rồi rồi mình xin gác máy nha.